Tình trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trong những ngày vừa qua. Theo đó, thì ngành y tế Hà Nội cũng đã áp dụng việc phân các tầng điều trị F0. Trong đó, thì những bệnh nhân nhẹ không triệu chứng sẽ được điều trị tại nhà hoặc tại tuyến y tế cơ sở, trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, những ngày gần đây lại xảy ra một tình trạng là người dân tự test nhanh thì lại bị dương tính, nhưng mà tự di chuyển tới cơ sở điều trị tầng 2, tầng 3 thay vì thông báo với chính quyền địa phương. Và các bác sĩ cảnh báo tình trạng này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Để hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn đã phân luồng riêng cho bệnh nhân. Theo đó, những người có biểu hiện ho, sốt sau khi khai báo y tế sẽ làm test nhanh COVID-19. Nếu âm tính sẽ vào khu vực khám bệnh thông thường. Nếu dương tính, người bệnh sẽ được di chuyển vào phòng khám có yếu tố dịch tễ và chờ xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tại bệnh viện lại xảy ra tình trạng người dân tự test nhanh cho kết quả dương tính và đến thẳng bệnh viện để khám bệnh. Số bệnh nhân, gần như tất cả những bệnh nhân mà có test nhanh dương tính thì khi mà chúng tôi làm PCR thì đến khoảng đến 99% là PCR dương tính. Do vậy, những bệnh nhân như thế thì chúng tôi sẽ phân tầng. Nếu như tầng 1 thì chúng tôi sẽ chuyển sang những khu dung tập trung, còn lại những tầng 2, tầng 3 thì chúng tôi sẽ nhận để điều trị. Cái trường hợp như thế này nó gây ra một tình trạng là rất là nguy hiểm. Thứ nhất là bệnh nhân tự di chuyển cả một quãng thời gian rất là dài là để đến nguy cơ lây nhiễm. Thứ hai nữa là gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện. Bởi vì cái khu vực khám sàng lọc của chúng tôi là có sự phân luồng. Tuy nhiên thì với mức độ ồ ạt của bệnh nhân đã đến như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phân luồng cũng như cái thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR cho bệnh viện. Bác sĩ Hương cảnh báo tình trạng này có thể gây nhiều hệ lụy. Trước hết, những người này tự di chuyển một quãng đường rất dài lên bệnh viện sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, việc người dân ồ ạt vượt tuyến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phân luồng và quá tải cho công tác xét nghiệm PCR. Cũng rất dễ hiểu về cái vấn đề tâm lý của người bệnh. Khi người ta mắc bệnh, người ta cũng được mong muốn được đến cơ sở y tế tốt để điều trị. Tuy nhiên thì với cái khuyến cáo của chúng tôi thì bệnh nhân ở cái phân tầng 1 thì có thể được điều trị tại nhà theo quy định của Ủy ban nhân dân phố cũng như sở y tế, và nữa là có thể thu dung. Thế, hiện tại thì chúng tôi cũng có một số những cái bệnh nhân mà có mong muốn là ở tầng 1 được vào bệnh viện để điều trị. Cái đấy là một cái gánh nặng rất là lớn đối với ngành y tế, bởi vì cái số giường mà điều trị cho bệnh nhân tầng 1 thì sẽ mất đi cái cơ hội cho bệnh nhân tầng 3 là những bệnh nhân mà có cơ hội mà có thể cứu sống được. Thì cái số giường nó bị giảm đi thì chúng tôi cũng không thể nhận thêm được những cái bệnh nhân tầng 3. Được biết, hiện Hà Nội phân thành 3 tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ. Trong đó, tầng 1 dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với mức nguy cơ trung bình. Những trường hợp ở tầng này được điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Hiện, bệnh nhân ở Hà Nội chủ yếu thuộc nhóm này. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc tự làm test nhanh cho kết quả dương tính, cần thông báo ngay cho trạm y tế phường, chính quyền sở tại để được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Trong quá trình chờ đợi, cần hết sức bình tĩnh và liên hệ chặt chẽ với cán bộ y tế phường để theo dõi và cập nhật các triệu chứng, dấu hiệu chuyển nặng, từ đó có thể can thiệp kịp thời. Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2, cán bộ y tế cơ sở sẽ có sự phân tầng phù hợp dựa theo tình trạng bệnh.